Ồ, đây chơi em không ha? Ở đây chưa đủ tuổi. Khu này là chơi em không? À, chú Tường bên phòng khác. Hôm nay hả? À, chú Tường phòng nghiên cứu mà. Là chị Châu là một răng này nè. Chị Châu là à, tôi chị Châu có răng hở giờ có răng chuột à. Lây gì nè. Không đâu mà lây. Rồi rồi nắm tay lông nha. Để đi. Đi luôn, ở đây nó lúc. Chụp quá hả? Rồi chụp. Rồi ok, chụp. Rồi đẹp rồi. Đi ba đi vòng đằng này nè. Như cái tầm. Cái này có mấy ký em? Bằng mấy 4 ký. Cái tầm á. Này nhiêu? Cái tầm. Đó không biết. Ba cái mấy nữa đó, con này mấy ký vậy?
một heo. Thử nè.